Các bạn thân mến, người trẻ của cuộc sống hiện đại luôn có nhiều cách khác nhau để khởi nghiệp và thành công. Và đôi khi, từ chính trong khó khăn, họ lại tìm thấy cho mình một lối đi riêng. Trần Minh Nhật, chàng trai sinh ra và lớn lên ở thị xã Hương Trà, là một gương mặt trẻ tiêu biểu, đã mạnh dạn thử sức với mô hình đưa rau sạch vùng quê lên phố qua hình thức kinh doanh online. Không chỉ tìm hướng phát triển cho bản thân, mô hình đó cũng đã góp phần tiêu thụ nông sản cho nhiều bà con trong vùng. Hành trình đi đến thành công của Minh Nhật là gì? Đã có những khó khăn và thử thách như thế nào? Hãy cùng gặp gỡ chàng nông dân này trong một bàn trẻ. Mình tên là Trần Minh Nhật, năm nay mình 27 tuổi. Mình từng là một sinh viên của trường cao đẳng sư phạm. Và sau khi học xong thì mình có tham gia nghĩa vụ quân sự và ra quân. Rất là may mắn khi mình được nhận việc tại một môi trường giáo dục, đó là trường Phượng Hoàng, với một công việc ổn định và thu nhập tốt. Tuy nhiên, mình rất là thích công việc kinh doanh và nhận thấy ở quê hương mình có rất là nhiều mặt hàng nông sản có thể đem đến cung ứng cho thành phố, và mình cảm nhận được là mọi người ở thành phố rất là yêu thích mặt hàng nông sản quê hương. Vậy nên mình quyết định nghỉ việc tại trường để mà mình làm kinh doanh mặt hàng nông sản. Có lẽ rằng phải thực sự đam mê lắm, chàng trai trẻ Lê Minh Nhật mới quyết tâm từ bỏ một công việc ổn định để chọn trở về và phát triển theo một lối đi riêng ngay chính tại quê hương mình. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Lai Bằng, Hương Vân, Hương Trà, mảnh đất phì nhiêu màu mỡ với đủ các loài hoa trái thơm ngon nổi tiếng. Từ mảnh vườn nhà của bố mẹ, Minh Nhật rất thích thú với việc tập tành buôn bán, đưa nông sản sạch ở quê lên phố. Bản thân mình sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông. Xuất phát từ việc phụ bán rau giúp mẹ và các mặt hàng trái cây nông sản ở quê nhà, thì mình rất là đam mê công việc này. Thì mình có kết nối các loài nông sản này trên các kênh mạng xã hội như Facebook, Zalo. Thì mình thấy được tất cả mọi người đều đón nhận rất là tốt mặt hàng nông sản quê hương. Bởi vì bản chất của rau ở quê thì nó sạch và được trồng theo hướng an toàn, không chất bảo quản cũng như là không thuốc trừ sâu. Chọn kinh doanh online những mặt hàng nông sản sẵn có ở gia đình và các hộ nông dân quanh vùng không chỉ là hướng đi riêng cho chàng trai trẻ, mà còn giúp tiêu thụ rau củ quả sạch của bà con nông dân. Tuy nhiên, con đường đó cũng gặp phải không ít những chông gai. Ban đầu thì mình gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì nguồn hàng cũng rất là thiếu thốn. Thì mình bắt đầu mình đi liên hệ với tất cả các hộ nông dân ở quê nhà và được mọi người rất là ủng hộ về cái việc kinh doanh này. Có đôi ngày thì mình giao hàng về 9-10 giờ đêm mới về nhà. Thì ba mẹ mình cũng than thở rằng là tại sao con lại không chọn một cái công việc mà nó dễ dàng hơn mà lại chọn một cái công việc bướng chải vất vả như vậy. Thì mình cũng hiểu tại sao ba mẹ mình lại khuyến răng như vậy. Nhưng mà vì cái đam mê kinh doanh cũng như là cái quyết tâm để mà đưa nông sản quê lên thành phố, nên mình sẽ làm những cái điều mà mình yêu thích. Con sông Bồ đã bồi đắp phù sa màu mỡ cho vùng đất Lai Bằng, để những mảnh vườn quê luôn đầy ắp cây trái triệu quả quanh năm. Mùa nào thức đó, chàng trai trẻ lại mang những sản phẩm ngọt lành của quê hương đến với người dân ở phố. Chuối tiêu, chuối bom, than trà và nhiều loài hoa màu khác là những sản phẩm chủ yếu được người tiêu dùng ưa chuộng. Hai năm thử nghiệm với hình thức kinh doanh online đưa nông sản sạch ở quê lên phố, Lê Minh Nhật đã gặt hái được những thành công đầu tiên. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng đổi lại, chàng trai 9X thật sự thấy được ý nghĩa và niềm hạnh phúc của công việc mà mình đang theo đuổi. Mình luôn ấp ủ trong lòng là làm sao để mà kết nối được sản phẩm từ quê hương lên tới bữa ăn cho gia đình thành phố. Nhìn thấy cái tiềm năng sẵn có ở quê hương như vậy, thì mình mơ ước mở được một cửa hàng ở thành phố về kinh doanh mặt hàng nông sản và trái cây sạch. Và cuối cùng mình cũng đã thực hiện được cái mơ ước đó. Và mình cũng mong muốn rằng là mọi người sẽ đón nhận và sẽ sử dụng cái nguồn hàng nông sản một cách an toàn. Tiềm rau của mà, niềm mơ ước của Lê Minh Nhật bấy lâu nay cũng đã dần hình thành và đi vào hoạt động.
để cung cấp đủ nguồn hàng mang đến những bữa ăn ngon, sạch và đảm bảo an toàn, Minh Nhật đã mở rộng kết nối. Ngoài những hộ gia đình nông dân quanh vùng, bạn trẻ này còn tìm đến các nông trại rau được trồng theo mô hình organic. Nhật cũng đến đấy rất là nhiều lần trao đổi với mình về cái niềm đam mê của Nhật đối với cái việc mà đưa rau sạch từ quê lên thành phố. Và mình nhận thấy Nhật là một bạn trẻ rất là năng động, tâm huyết và cực kỳ nhiệt tình với công việc này. Nên là mình rất quý và mình tạo nhiều cơ hội để cho Nhật có thể cùng hợp tác với mình trong cái việc mà đưa rau sạch từ quê lên phố. Trong bối cảnh này mà Nhật lựa chọn cái ngành nghề này là cũng là một cái điều mà thực sự ra là Nhật chọn cái khó cho mình. Mình thực sự mình đồng viên Nhật rất là nhiều và ủng hộ nhiều. Người dân nơi đây cũng yêu quý chàng trai này bởi những đóng góp tuy nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa cho quê hương. Rất vui là có những cái bạn trẻ họ biết tiếp xúc với là người dân để họ đưa nông nghiệp sạch để lên thành phố. Thì là rất mừng và rất vui có những bạn trẻ như vậy. Đó là một cách rất tốt để cái nông nghiệp sạch, hàng sản phẩm sạch của tại là địa phương đến người tiêu dùng. Tuổi trẻ nhiệt huyết và năng động, Lê Minh Nhật đã không ngại những thách thức để theo đuổi giấc mơ của chính mình. Đối với chàng trai trẻ này, đó không chỉ là công việc mà còn là cách để thể hiện tình yêu, sự trân quý những sản vật do chính người dân quê làm nên. Chúc cho Minh Nhật sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên hành trình ý nghĩa đưa nông sản sạch của quê hương lên phố.